Mình nhẹ của anh Vân rồi. Hiện nay công ty rồi. Cháu này chị đó. Chị Chi. Chị đây nè. Trong mặt mà cái chị đó. Thì anh ba em lại công ty. Ê, anh Hiền ơi. Mà chị à. Chị mà ở trong hạt cửa. Em là chị. Chị em đi 3 năm đi kia. Còn chị ấy. Ấy là mấy bữa nay là thì ông ấy khả ra đó. Ấy người nha, còn ngay nổi rồi. Còn tham hô đó là. Ấy đi 3 năm đi về chứ còn gì đó. Chị lên chết tái nữa. Đứng đây ấy nặng lấy lấy nó thôi. Em này lại đúng không? Rồi em này lại một câu. Vô mày nắm đi em lại câu đó à. Em đi 3 năm đi về chứ mày về. Em lại câu đó. Mẹ em nói đang hoa vang nha. Cái gì ấy là dưỡng đúng á? Em là chia tay gì? Rồi. Rồi rồi. Mẹ em chia tay rồi. Chị à, mày túi lắm mà có đi còn có cả. Mày có túi lên đâm đi. Thế có lẽ chị nhìn ra mà đủ. Đi lên đây mày đi. Hương nói thôi đi. Nghĩ nhẹ. Đi lên.